Có tồn tại linh hồn sau khi chết không? Linh hồn sẽ tồn tại sau khi chết có hay không? Đây là bài viết Linh hồn và cõi âm của giáo sư tiến sĩ Bùi Duy Tâm sống tại Francisco, CA 94122 của nước Mỹ. Từ chỗ chưa có cơ sở để tin cậy vào sự tồn tại vong linh của con người, giáo sư Tâm đã kiên trì tìm hiểu về vấn đề tâm linh và cuối cùng đã rút ra kết luận chắc chắn rằng sự sống sau cái chết là có thật. Người ta đã sinh ra thì tất sẽ chết đi, nên mọi người đều rất quan tâm và đa số đều sợ chết. Do đó sinh ra các triết nhân và triết thuyết về cái chết, các thánh nhân và tôn giáo về thiên đàng, địa ngục, các mê tín dị đoan về ma quỷ. Chúng tôi cũng như là mọi người suy nghĩ về cái chết, về linh hồn, về cõi đời sau khi chết, nhưng hơi nhiều hơn mọi người. Tôi, Bùi Duy Tâm, sinh ra trong một gia đình ba đời theo đạo Thiên Chúa, đã đọc Thánh Kinh, Cựu Ước và Tân Ước 3 lần. Đi nhà thờ rất đều mỗi sáng Chủ nhật cho đến năm 30 tuổi. Sau này làm bạn tâm giao với cố linh mục Bửu Dưỡng và hòa thượng Thích Mạn Giác, nên tôi có điều kiện đàm luận về Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Tôi đã hiểu được cái tinh túy của lý dịch và đạo nho. Với cố bác sĩ Nguyễn Văn Ba, tôi đã đọc rất kỹ các cuốn tự thư của Ai Cập và Tây Tạng, cũng như nhiều sách khác cùng loại. Tôi đã sang Ai Cập, Ấn Độ, Tây Tạng vân vân để tìm hiểu thêm về huyền bí học và siêu hình học, nhưng tất cả đều mù mờ về linh hồn và cõi đời sau khi chết. Không có đủ chứng cứ cụ thể để có thể thuyết phục tôi. Tôi không chấp nhận các giáo điều của chính trị và tôn giáo. Tôi không yên tâm với tín ngưỡng ngày tháng và các loại sách viết huyên thuyên, xích đế chẳng có gì cụ thể. Tôi trở thành một người theo phái bất khả tri. Con người nhận biết thế giới và vũ trụ với khả năng rất hạn nên không thể biết hết được sự tuyệt đối về thượng đế, về linh hồn và cõi đời sau khi chết. Và như vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu sự hiện hữu của linh hồn và cõi âm của tôi chưa đi đến đâu cả, chưa thấy một sự kiện gì đủ thực tế để bấu víu. Đầu thế kỷ thứ 21, tình cờ cầm tờ Y tế Nguyệt Sang số 5 tháng 5 năm 2001 của Hội Y sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ và đọc bài viết Thế giới vô hình và việc tìm kiếm mồ mả ở Việt Nam của bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, nguyên phó thủ tướng đặc trách văn hóa giáo dục y tế xã hội thời Việt Nam Cộng Hòa. Trong bài báo thì bác sĩ Viên tả lại việc tìm mộ gia đình của kỹ sư Trần Lưu Cung, nguyên tổng giám đốc giáo dục kỹ thuật và thứ trưởng đại học thời Việt Nam Cộng Hòa, làm hướng dẫn của các nhà ngoại cảm, ông Nga, cậu Liên, cậu Nguyện, vân vân. Các nhà ngoại cảm tìm mộ đều nói chính vong linh của người quá cố đã chỉ cho họ những chi tiết để hướng dẫn tìm mộ gia đình. Đặc biệt trong bài báo thì bác sĩ Viên còn đề cập đến bài tự thuật Tôi đi gặp người thân đã mất tại nhà cô Phương ở Bắc Cầu Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa của Trung tướng Nguyễn Hùng Phong, nguyên phó tư lệnh chính trị và bí thư đảng ủy quân khu 1. Ông Phong đã tường thuật lại vụ việc ngày 16 tháng 12 năm 1999, đến nhờ cô Phương giúp cho việc được gặp lại vong linh của vợ là bà Vũ Thị Hạnh, nguyên trưởng phòng giáo dục quận Hoàng Kính, Hà Nội, đã mất đột ngột tại nơi làm việc vào tháng 3 năm 1999 do bệnh tim. Sau khi đọc xong bài báo thì tôi mừng quá liền gọi điện thoại ngay cho ông Trần Lưu Cung. Ông Cung xác nhận sự kỳ diệu của việc tìm mộ và còn gửi cho tôi sắp tài liệu riêng của gia đình kèm theo rất nhiều hình ảnh. Như vậy là đề tài linh hồn và cõi âm đã có cơ hội hé mở sau bao thất vọng. Còn đợi gì nữa mà không về Việt Nam đến Cầu Hàm Rồng để tìm gặp cô Phương cho ra lẽ. Tháng 10 năm 2003, tôi về Hà Nội để làm lễ cửu tuần đại thọ cho mẹ tôi. Tới Hà Nội đêm hôm trước, thì sáng hôm sau tôi lên đường đi Thanh Hóa để gặp cô Phương. Tôi mời mẹ tôi cùng đi Sầm Sơn để ôn lại các kỷ niệm xưa. Trên đường đi Thanh Hóa thì tôi ghé vào em Bùi Duy Tấn nhằm cầu xin cha tôi, mất năm 1990 tại Sài Gòn, về điện cô Phương, cầu Hàm Rồng để các con và mẹ được gặp cha. Chúng tôi không dám nói với mẹ mục đích của chuyến đi vì mẹ tôi sùng đạo Chúa, tin lành, không chấp nhận cho những chuyện ma quỷ như vậy. Khi đến nơi thì hai anh em tôi thấy quang cảnh đúng như trong bài báo của bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, khoảng 30 đến 40 người ngồi im lặng, nghiêm chỉnh, có vẻ lo âu chờ đợi trước một cánh cửa đóng kín. Một người đàn bà sau này tôi biết đó chính là chị chồng của cô Phương, dáng mập ngồi chắn trước cửa, thỉnh thoảng hô lên, nhà ai có vong tên thì vào. Thế là vài ba người hay dăm bảy người cùng mừng rỡ, hấp tấp đi vào. Chúng tôi mời mẹ vào ăn sáng tại một nhà nghỉ khá lớn ngay trước điện cô Phương. Nhà nghỉ này của nhà chồng cô Phương tiếp khách ở xa đến phải chờ đợi vong nhà mình có tới 3 ngày, có tuần lễ hay là đôi khi thiếu may mắn không gặp được vong, đành phải ra về tay không.
Hai anh em tôi lén đi thắp nhang trước điện để cầu khẩn cho cha tôi về theo thủ tục như là mọi người. Thỉnh thoảng thì cửa hé mở để dăm ba người đi ra. Người thì tỏ ra hớn hở, người thì nước mắt sụt sùi. Tôi sốt ruột đi hỏi xem có phải đăng ký hay làm thủ tục gì nữa hay không. Thì mọi người đều xác nhận là không phải làm gì cả, mà cứ kiên nhẫn ngồi chờ. Khi Phong nhà mình về thì người ta sẽ gọi vào. Tôi thắc mắc là tôi chưa khai tên của cha tôi thì ai biết mà gọi. Mọi người cười chế nhạo tôi là hỏi trật cớ ngẩn. Chúng tôi chờ từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều thì người đàn bà ngồi trước cửa đứng lên nói to: "Cô Phương nghỉ làm, xin mời quý vị ngày mai trở lại." Thế là anh em tôi ngao ngán cùng với vài ba chiếc người đứng dậy ra về. Chúng tôi đưa mẹ ra Sầm Sơn nghỉ ngơi và thăm lại cảnh xưa chốn cũ. Thật cảm động khi trở về nơi mà tôi đã sống với ngày thơ ấu cách đây hơn nửa thế kỷ, đã gần 60 năm. Sáng hôm sau thì chúng tôi trở lại điện cô Phương. Lần này chúng tôi phải thú thật với mẹ chuyện hai anh em đang làm. Mẹ tôi dậy nảy lên, đến chỗ ma quỷ, tao không vào đâu. Chúng tôi lại đành phải mời mẹ ngồi ăn sáng ở nhà, nghỉ như là ngày hôm trước. Rồi lần này tôi sốt ruột lắm rồi. Tôi đi ra vào, hỏi chuyện người này người nọ. Tôi gặp bố mẹ chồng cô Phương, ông Nghinh, bố chồng mời tôi uống nước. Đang kể chuyện cô Phương thì bỗng nghe có tiếng gọi: "Bà tỉnh đâu? Người nhà ông tỉnh đâu?" Cha tôi tên là Bùi Văn Tĩnh, nhưng vì nói giọng Thanh Hóa nên nghe gọi là Tĩnh. Phải gọi đến vài ba lần thì anh em tôi mới biết là gọi mình. Tôi chạy tới cánh cửa, em Tuấn chạy ra hối hả gọi mẹ: "Mo ơi, cậu về, gọi Mo, đấy." Mẹ tôi hốt hoảng, em tôi đứng bật dậy chạy theo, quên mất lập trường chống ma quỷ của mình. Qua cánh cửa, chúng tôi bước vào một căn phòng khá rộng rãi, trống rỗng. Ngoài cái được trên tường để trái cây và các phong bì, chắc là tiền thưởng, thì không hay có bàn thờ trang trí gì khác của một cái am, cái điện. Cô Phương ăn mặc diêm dúa như các cô gái Hà Nội, mặt hoa da phấn, đang ngồi tỉnh táo trên chiếu cùng với một gia đình đông người trên chức. Cô cất tiếng: "Gọi mãi mà các bác không vào, nên vong nhà khác tranh vào trước. Thôi, các bác vui lòng ngồi chờ nhé." Thế cũng tốt, chúng tôi có dịp quan sát được thêm. Cô Phương gọi tên hết người này đến người nọ trong gia đình ngồi chung quanh cô. Khi gọi chúng tên ai, thưa thì giơ tay: "Dạ, con đây, đây em hay, cháu đây." Và có người đã nói chuyện với vong qua miệng của cô Phương. Tôi nghe thấy đa số trả lời: "Dạ, đúng vậy", có vẻ cung kính lắm. Có một chuyện cười ra nước mắt, vong gọi: "Thằng Thanh đâu?" Một thanh niên chừng 25 tuổi đứng bật dậy: "Dạ, con đây." Vong nói: "Mày không biết thương vợ con, mày tặng tiêu với con Mai ở cùng cơ quan." Chàng thanh niên sợ hãi líu ríu nhận tội, người phụ nữ ngồi cạnh chắc là vợ òa lên khóc nức nở. Sau gần một giờ, gia đình đó mới kéo nhau ra về. Bỗng cô Phương nhìn chầm chầm vào mẹ tôi để rồi kêu lên: "Mẹ ơi, côn cửa mở đây, Thắng đây." Thắng là đứa em út của chúng tôi, mất lúc chưa đầy một tuổi. Mẹ tôi vừa xúc động vừa ngạc nhiên: "Trời ơi, con tôi, nhưng con mất khi mới được 8 tháng. Phong nói qua miệng cô Phương: "Bây giờ con lớn rồi, hôm qua con biết Mo và anh hai đến đây, nhưng con phải đi mời cậu, cậu không chịu về. Con phải nói Mo già yếu, con an tâm ở xa về nên cậu mới chịu. Cậu và ông nội cũng về với con đây." Rồi quay sang phía hai anh em tôi, cô Phương nói: "Hai anh em chẳng nhớ gì đến em, hai anh chỉ nhớ cậu thôi." Đúng vậy, chúng tôi đâu có nghĩ đến thằng em út đã mất từ lúc 8 tháng. Thật bất ngờ cho chúng tôi. Quay trở lại mẹ tôi, cô Phương nói: "Con thích tên là Bùi Duy Thắng, như các anh của con là Bùi Duy Tâm, Bùi Duy Tuấn. Mo sao lại đặt tên con là Bùi Tất Thắng?" Mẹ tôi luống cuống: "Tại bố con đấy. Hồi đó mới giải phóng Hà Nội sau chiến thắng Điện Biên Phủ, nên bố con cao hứng đã đặt tên con là Tất Thắng. Hồi đó có cả nhà trách bố tôi vì đặt tên thằng út là Tất Thắng. Tất còn có nghĩa là chết hết, là chết, nên nó mới mất sớm. Nhân tiện tôi nói thêm là việc đặt tên rất quan trọng. Còn quan trọng như thế nào thì tôi không biết. Nhưng với tôi, có biết ông Đỗ Trí ở Sơn Tây có tài chỉ cần đọc tên là ông ấy biết con người như thế nào, như xem chỉ tay hay số tử vi vậy." Vong em tôi nói tiếp qua cô Phương: "Thôi, Bo đã khắc tên trên mộ bia con rồi." Đúng thế, tên em tôi đã được khắc trên mộ bia, nằm cạnh ông bà ngoại tôi trong nghĩa trang Bất Bát. Đến lượt bố tôi vào, vong bố tôi qua thân xác cô Phương nắm tay mẹ tôi rồi nói: "Hơn 10 năm rồi mới gặp lại bà, tôi nhớ bà lắm." Mẹ tôi khóc nức nở, chúng tôi cũng khóc. Bố tôi bỗng trách đùa mẹ tôi: "Bà diện lắm, mới đi có thế thôi mà đã áo đỏ, áo xanh. Trời ơi, sao bố tôi biết nhanh thế? Trong nhà đã có ai biết chuyện tôi mua sắp vải nhung đỏ về Việt Nam may áo cho mẹ thôi."
Tôi mới về Hà Nội tối hôm trước thì sáng hôm sau trên đường đi Thanh Hóa ghé qua tiệm may bò sấp vải nhung đỏ này để có áo cho mẹ kịp mặc vào lễ đại thọ. Mẹ tôi đương líu ríu chống chế thì bố tôi bồi thêm một câu đùa yêu tiếp: "Bà còn muốn tô son đánh phấn nữa hả?" Mẹ tôi rên rỉ: "Cái gì ông cũng biết hết. Đúng rồi, tôi vừa sinh con cháu Trinh Hương, con gái anh Minh, một chút son phấn để hôm lễ đại thọ thoa một chút. Mặt mũi nhăn nheo quá, sợ thằng con trai cả của ông nói với bạn bè. Chuyện này mẹ tôi giấu kín mọi người, trong khi anh em tôi không hay biết gì hết. Thế mà bố tôi cũng biết." Rồi cô Phương quay sang tôi: "Tâm ơi, cậu buồn quá vì chuyện con Hà nhà con. Nó lôi thôi với chồng nó thì chỉ khổ cho ba đứa con thôi. Hà là con gái tôi. Chuyện của nó mới xảy ra trước khi tôi về Hà Nội. Vợ chồng tôi nghe phong phanh nhưng chưa có dịp trao đổi với nhau. Thế mà mọi chuyện người âm đều biết hết, không giấu giếm được. Một lúc sau thì ông nội tôi về, qua miệng cô Phương: "Tao là Bùi Văn Khánh, ông nội đây. Cả bà nội Nguyễn Thị Ngọt cũng về đây." Tôi vội thưa: "Thưa ông, con nghe anh Đại con cô hai nói tên ông là Khánh, nhưng lâu ngày trên giấy khai sinh của bố con mất dần dấu sắc nên đọc là Khanh. Cô hai là chị ruột bố tôi." Ông nội tôi gắt lên: "Tao là Khánh chứ không phải là Khanh." Rồi quay sang mạnh mẹ tôi hỏi: "Chị về làm dâu nhà tôi mà không đoái hoài mộ mã tổ tiên nhà chồng. Từ ngày cưới chị chỉ về quê nội có một lần." Mẹ tôi sợ hãi chống chế: "Gia đình con ở Hà Nội, Hải Phòng, quê nội ở Bãi Bái Đô, Lam Kinh, Thanh Hóa nên đi lại khó khăn. Và con sinh con đẻ cái đều 3 năm hai đứa nên không về thăm quê được. Con xin nhận tội với ông bà." Cứ như thế trong vòng 90 phút vui buồn khóc lóc, hai anh em tôi và mẹ hớn hở ra về. Có lẽ vì cao hứng nên chúng tôi ghé thăm nhà thơ Hữu Loan, người bạn cũ ở Thanh Hóa, đáng nhẽ thẳng về Hà Nội, nhưng chắc còn luyến tiếc những giờ phút quý bầu xúc động buổi sáng đó nên chúng tôi quay trở ngược lại cầu Hàm Rồng để chụp ảnh với cô Phương. Khi này mẹ tôi không phản đối nữa mà còn hăm hở muốn gặp cô Phương. Cô Phương vui vẻ cho biết thêm, cụ ông lại vừa về cho biết đã đăng ký chỗ dạy học cho bà rồi. Lại thêm một ngạc nhiên, mẹ tôi vốn là một giáo viên hồi hưu. Ngày xưa mẹ tôi là người đàn bà Tây học, khi lấy chồng, sinh con thì ở nhà. Khi các con khôn lớn thì bà mới đi dạy lại vì sự khuyến khích của bố tôi. Thôi, không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là vong linh của bố tôi rồi. Lúc nào tôi cũng muốn mẹ tôi sử dụng cái tri thức của mình. Ngày hôm đó là ngày trọng đại của đời tôi thấy cụ thể sự hiện hữu của linh hồn vào cõi âm. Dù cho sau này cô Phương có nói bậy gì đi nữa thì các cô gọi hồn khác, các nhà ngoại cảm khác đôi khi có nói bậy vì mưu sinh thì kết quả của ngày hôm đó vẫn không thể chối cãi được, nếu không nói là tuyệt đối được chấp nhận. Khác nào người ta cố gắng gọi điện thoại cho người thân, đường dây rất khó khăn, rất xấu, nhưng chỉ một lần thôi ta nghe rõ tiếng người thân trò chuyện với ta về những câu chuyện gia đình mà người ngoài không thể biết được thì cũng khá đủ cho ta biết rằng người thân của ta vẫn tồn tại. Tuy ta không nhìn thấy được vì giới hạn của ngũ quan, nhưng người thân quá cố của ta vẫn tồn tại với các ký ức, với các kỷ niệm dưới một dạng nào đó mà ta biết không, tạm gọi là linh hồn. Trong một thế giới nào đó mà ta cũng biết không, tạm gọi là cõi âm, để phân biệt với cõi dương mà ta đang sống, hay theo kiểu Tây phương gọi là cuộc đời sau khi chết, cuộc sống sau death. Này thì mỗi lần về thăm quê hương, tôi đều đưa mẹ tới gặp cô Phương. Lần sau cùng mẹ tôi gặp cô ấy là cuối năm 2005, khi đó mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Trước khi ra về thì cô Phương nói nhỏ với tôi, cô ông nhớ bà lắm, cụ ông sắp đưa bà về rồi một cách bình yên, ít lâu sau mẹ tôi mất rất nhanh. Sau này thì tôi có nhiều nhà ngoại cảm khác ở Việt Nam, họ cũng có khả năng như là cô Phương, cô Bằng, cô Thảo, cô Mến. Trên đường từ Hà Nội qua Hải Dương đến Hải Phòng, tôi cũng đã gặp các nhà ngoại cảm tìm mộ như là cậu Liên, anh Nguyễn Khắc Bảy, cô Phan Thị Bích Hằng. Tôi cũng đã gặp các nhà khoa học nghiên cứu về tâm linh như là tiến sĩ Nguyễn Chu Phát, giáo sư Ngô Đạt Tam, giáo sư Phi Phi, tiến sĩ Ngô Kiều Anh làm việc ở các cơ quan khác nhau. Tôi đã được đọc câu kết luận của một tài liệu ở Việt Nam, không phổ biến công khai như sau: thế giới tâm linh là có thật, đó là một thực tế khách quan cần được các nhà khoa học nghiên cứu nghiêm túc. Chúng ta hãy bình tĩnh, khách quan lắng nghe những lời nhắn từ thế giới tâm linh để có cuộc sống nhân ái hơn và lương thiện hơn. Huyền Bí TV, kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, phù thủy, trấn yểm, lời nguyền. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.